biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Đoàn làm phim ký sự Những ngôi sao xanh lại tiếp tục cuộc hành trình đến với một đồn biên phòng ở miền đất biên cương phía tây huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đồn biên phòng Cồn Roạn. Rồi, bỏ đi. Con đường lên với Tân Thượng Trạch trước đây được biết đến như là một trong những con đường thuộc tốt gian khổ và khó đi nhất của dải đất hình chữ S. Đối với nhóm phóng viên chúng tôi, đây không phải là lần đầu tiên đến với Tân Thượng Trạch. Tuy nhiên, cảm xúc về miền đất biên cương ấy, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Azem và Bà Con, nơi có màu xanh của áo lính biên phòng, nơi có những con người miền xuôi đang ngày đêm miệt mài gieo chữ, vẫn mang đến cảm xúc mới lạ, muốn khám phá trong mỗi chuyến hành trình. Đoạn đường vào tới đồn biên phòng Cồn Roạn khá khúc khuỷu và dốc. Ngồi trong xe, nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được cái tiết trời se lạnh, xen lẫn mưa phùn, màn sương vẫn sang nhẹ nhẹ trên sườn núi trong cái tĩnh lặng của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Có lẽ ấn tượng đầu tiên với đoàn làm phim ký sự trên đường đến với đồn biên phòng Cồn Roạn, đó là một loài hoa trắng mọc rất nhiều hai bên đường, mà sau này qua lời giới thiệu của một chiến sĩ đồn biên phòng Cồn Roạn, chúng tôi mới biết loài hoa này có tên là hoa cộng sản. Hoa cộng sản là một sản vật quý giá của núi rừng Trường Sơn nơi đây, được ví như hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Gọi là hoa cộng sản bởi loài hoa này được sử dụng để cầm máu và làm thuốc cho bộ đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Bên ô cửa kính, chúng tôi có cảm giác như muôn nghìn cánh bướm đang chập chờn bay theo trong suốt hành trình. Mải mê với những cảm xúc khi hòa mình cùng núi rừng thiên nhiên, đồn biên phòng Cồn Roạn đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đoàn làm phim ký sự đến vừa đúng lúc đồn đang tổ chức cuộc họp giao ban đầu tuần. Tiếp đón chúng tôi là thiếu tá Nguyễn Thái Dương, chính trị viên đồn biên phòng Cồn Roạn. Lối ăn nói hóm hỉnh, có duyên, đậm chất lính của thiếu tá Dương lôi cuốn chúng tôi trong lời giới thiệu cũng như trong những câu chuyện kể của anh. Thiếu tá Nguyễn Thái Dương năm nay 37 tuổi, quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Anh là chính trị viên của đồn từ năm 2011. Công việc của anh là hàng ngày cùng đồng đội bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Anh tâm sự với chúng tôi, công việc dẫu vất vả, nhưng đó là trách nhiệm. Đổi lại, mỗi lần xuống địa bàn, anh lại được bà con dân bản quý mến, tiếp đón rất nhiệt tình. Cuộc họp sau ban đầu tuần của đồn biên phòng Cồn Giòn kết thúc. Thượng tá Lê Đình Huân, đồn trưởng, cùng các đồng chí trong ban chỉ huy đồn biên phòng Cồn Giòn nhanh chóng trao đổi công việc với đoàn làm phim ký sự. Đồn biên phòng Cồn Giòn đóng trên địa bàn bản Cà Ròng 2, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Đồn chịu trách nhiệm quản lý 8 bản của xã Thượng Trạch bao gồm bản Ban, bản Khe Rung, bản Nui, bản Cà Ròng 1, Cà Ròng 2, bản Cốc, bản Cu Tồn và bản Cồn Roàng. Quản lý 26,5 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào từ cột mốc 537 đến cột mốc 540. So với các đồn biên phòng khác trên địa bàn tỉnh ta, địa bàn quản lý của đồn biên phòng Cồn Roàng khá rộng. Địa hình là hiểm trở, nên việc tuần tra kiểm soát của các chiến sĩ đồn rất khó khăn, phải đi bộ đến hàng chục cây số. Thượng tá Lê Đình Huân, đồn trưởng đồn biên phòng Cồn Roàng chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện trong nhiều lần cùng cán bộ chiến sĩ tuần tra bảo vệ biên giới. Thượng tá Lê Đình Huân nhớ lại những đợt tuần tra trong mưa bão. Các chiến sĩ của đồn phải băng đèo vượt suối đi trong đêm, đến đâu ngủ lại đấy. Đó là chưa kể đến những tình huống nguy hiểm và bất ngờ xảy ra. Trong thì quá trình tuần tra thì cũng rất là nhiều tình huống. Nhiều ví dụ như là gặp cái đối tượng ở vượt biên, người xâm nhập, người ta khi mà phát hiện bộ đội biên phòng thì họ bỏ chạy. Thì bộ đội biên phòng phải tổ chức cái đội hình là truy lùng, truy đuổi để ngăn chặn, để bắt giữ các cái đối tượng này. Trong các chuyến tuần tra kiểm soát thì mình đã gặp những cái trường hợp cụ thể gì anh có thể chia sẻ? Trong quá trình tuần tra thì cũng rất là nhiều cái trường hợp, mà nổi bật nhất là vào ngày 31 tháng 1 năm 2013, trong cái quá trình cái độ lực lượng tuần tra có đồn thì phát hiện 3 cái trường hợp người dân ở Phong Nha, xã Trân Trạch, Bố Trạch là vận chuyển là 67 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Trong cái quá trình sau khi nhiều ngày mật phục, tuần tra mật phục, thì vào tối hôm đó thì lực lượng tuần tra phát hiện 3 cái đối tượng này đi trên 2 chiếc xe máy chở đằng sau là 67 kg thuốc nổ. Khi phát hiện ra thì theo cái chức năng thẩm quyền của biên phòng thì chúng tôi là tiến hành cái lập hồ sơ khởi tố cái vụ án hình sự, rồi là điều tra xét xử ban đầu theo chức năng của thẩm quyền của biên phòng. Sau đó thì bàn giao người tăng vật cho cơ quan an ninh điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ. Cuộc trao đổi của chúng tôi với thượng tá người gốc Quảng Ninh bỗng sôi nổi và tươi vui hơn với những câu chuyện vui về người lính biên phòng. Do cái yêu cầu nhiệm vụ, do cái công việc, cho nên ở đây có nhiều anh sĩ quan trẻ mới ra trường nhiều năm lại được vợ, bởi vì là cũng do cái yêu công việc cho nên là không về được trong bang, cho nên không chọn được có thời gian để mà tìm hiểu, để mà lấy vợ. Ví dụ như anh Hồ Văn Sông, quê ở Trường Sơn, quê ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, đến công tác đây đã 4-5 năm rồi, ra trường 4-5 năm rồi, nhưng hiện nay chưa chọn được cô vừa nào để lấy cả, cũng vì đó là cũng vì lý do là điều kiện, do cái nhiệm vụ. Những câu chuyện vui của thượng tá Lê Đình Huân làm chúng tôi càng thấm thía và cảm phục hơn về sự hy sinh cống hiến cao cả của người lính biên phòng. Dù ở nơi đâu, dẫu miền xuôi hay miền ngược, họ luôn sắt son với Đảng, với lý tưởng cách mạng, đang ngày đêm chắc tay súng giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Hai giờ chiều, đoàn làm ký sự chúng tôi về với bản Cà Ròng 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Đi cùng có thiếu tá Võ Doãn Lân, đội phó đội vận động quần chúng đồn biên phòng Cồn Giòn. Là một xã miền núi gặp nhiều khó khăn, để dần dần khắc phục cái đói, cái nghèo,
cái lạc hậu bủa vây mọi xóm bản, nâng cao nhận thức cho bà con, thì bộ đội biên phòng của đồn rất chú trọng công tác phát triển đảng viên cho đồng bào dân tộc nơi đây. Chúng tôi đến bản Cà Ròng 1, đúng vào dịp diễn ra lễ kết nạp đảng viên của chi bộ bản. Có thể nói, việc chú trọng công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã phần nào giúp bà con nâng cao nhận thức, dần xóa bỏ đi các hủ tục lạc hậu, mà tiêu biểu nhất là câu chuyện về cậu bé Đinh Đường với hủ tục giận người, chôn trẻ con theo mẹ. Thiếu tá Võ Doãn Lân dẫn chúng tôi về nhà ông Nguyễn Diệu, người có công lớn nhất trong việc xóa bỏ hủ tục chôn trẻ con theo mẹ của bạn. Nhưng hôm nay, ông Nguyễn Diệu lại vắng nhà do có công việc đột xuất ở quê. Ông Nguyễn Diệu là người ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Duyên nợ đã đưa chàng trai miền xuôi và đóa hoa rừng miền núi Y Nhoan nên nghĩa vợ chồng. Và từ đó, Nguyễn Diệu trở thành người con của đồng bào Ma Co. Thiếu tá Võ Doãn Lân kể lại tường tận cho chúng tôi nghe câu chuyện gần 20 năm về trước. Đẻ ra chết thì phong tục ở đấy á, thì chết là họ mi, là mẹ chết là phải chôn con theo, về cái con nó mới đẻ là chôn theo chứ không cho nuôi. Dạ. À, thì nhiều đấy mi đứng ra mi bảo đảm với dân làng đấy, dạ. Mi nhận là đứa thằng cu đi để nuôi. Nuôi thật nuôi cũng như những thời gian ở đây dân đây thì rất khổ, cũng có đường sữa chứ cả. Ngoài đồn thì mới có đường sữa của anh em, xong bắt đầu mới đưa cho đường, mình thân em đặt sang cụ đường đó. Bởi vì nó là lấy đường của một đôi. Lấy đường của đôi, lấy đường của đôi thì cho để uống. Thì bắt đầu mới đặt là cụ đường, vì lúc mà mẹ chết thì có sữa thì uống đường, đặt hẳn là cụ đường. Dạ. Nhưng lớn lên khi đi học thì mới lấy tên bố nuôi ra. Là Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Diệu là hứa dân nhân đi chiều được làng đi, chiều được giang được tơi đi. Thôi chiều được giang thì cái chứ tức là chiều phải nếu như là xa cái gì mình phải chịu phạt. Ví dụ họ bắt mình cũng trấu, mình phải cũng trấu, bắt cũng bo, mình phải cũng bo. Ví dụ đến khi nó mà giờ lỡ mai trong làng mà thằng có đường sống mà có ai chết 5-7 người chẳng hạn được thì hắn đuổi ra hồng bán, hắn đuổi ra hồng lan cho ở nữa. Nghĩ là gió mình vi phạm. Cho mới vào nên má bát chẳng hạn thì đây đuổi, nên từ đó nên chưa đâu cái phong tục tư thể thầy cô đương là sống lên đi đi. Chứ là mọi người chưa đây học theo, chứ mẹ chết lắm con nữa. Đinh Đường đã 18 tuổi và cũng chừng ấy năm, người Ma Con tại Thượng Trạch chấm dứt thủ tục chôn con theo mẹ. Cậu bé Đinh Đường hiện là một trong những học sinh giỏi nhất của trường dân tộc nội trú huyện Bố Trạch. Nhìn Đinh Đường khôn lớn khỏe mạnh, gia đình ông Nguyễn Diệu ngày càng ăn nên làm ra. Chúng tôi nghĩ hẳn người Ma Con cũng hiểu rằng nuôi một đứa bé mồ côi mẹ chẳng những không bị trời bắt tội mà còn được phúc lộc đầy nhà. Những câu chuyện của Thượng tá Lê Đình Huân, Thiếu tá Nguyễn Thái Dương, câu chuyện về cậu bé Đinh Đường với hủ tục rợn người, chôn trẻ con theo mẹ, và còn rất nhiều câu chuyện thú vị, cảm động về người lính biên phòng khác, gợi lên cho chúng tôi cảm nhận rằng, trong cái đổi thay từng ngày của dân bản nơi đây, luôn có bóng dáng của những người lính mang quân hàm xanh, không chỉ vững vàng tay súng, giữ gìn sự bình yên cho biên cương tổ quốc. Những người lính biên phòng nói chung, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cồn Soàng nói riêng đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp bà con nâng cao nhận thức, dần xóa bỏ đi các hủ tục lạc hậu để xây dựng cuộc sống tốt đẹp văn minh.